ันดีกว่าคราวนี้ดอกดอกไฮของเราดอกคุ้ยกุ้งนี่แจ้งไอ้เกมมนหยงไอ้ข่อยจาหยงลูกแก้วว่ามาเบ็ดจ้าเออคงนี้แหละดิ้งจนตกกินคงไม่น้อยนาวก็คือเรียกว่าละฮัตหมอเจเฮ้ยนี่จ้างแถวไหนใช่ไอ้กาบเกียงถึงลูกแก้วว่าคงไม่น้อยเกินก็คือน้อยละฮาร์ดดองเกลือcái này đéo ấy được, cái này không ấy được, cái này không chỉnh được.ไม่ได้ต่อ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 ไม่ได้ต
ขึ้นมุมจำจ้าอยากคุยไปไกลจ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องđây là những tài sản của cô dâu chuẩn bị về nhà chồng, đem tất cả những tài sản của cô dâu mang về gọi là xây dựng một cuộc sống mới ở bên nhà chồng. Chọn nhau nó chọn đá quá đi.
Đây, lẩu nha, hết trộn đá đây. Bị nhớ thì chứ nào mà nói cho mà nói hết chuyện với mấy vị mấy nhạc tí hết đi đó. Bắt đầu chuẩn bị lên đường đi về nhà chồng. À, đây có những cái phong tục của dân tộc Dao Thanh Y. Cái chỗ này nó gọi là cướp những cái đồ đạc đuối của ông mối. Sau khi ông mối đưa tiền cho các cô ấy thì các cô mới đưa lại đồ hoặc đuối cho ông mối. Đây là phong tục tập quán của dân tộc, phải làm như vậy thì mới gọi là cô dâu có giá trị. Cái thằng thật thà này. Thường thường nếu mà ông mối biết hát thì cái đoạn này sẽ hát đưa tiến ông mối đưa cô dâu trên đường bình an và gọi là tạm biệt cô dâu giữa gia đình và cô dâu. Tung rượu à Hiền? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng thờ hơi dòng sâu à hơi hơi lời sôi quang mà hắn sơ hơi lơ quang ghê sơ già lớn ông à hơi hơi ai đây hơ lời mới nhìn sẽ sáng hơ lời mới nhìn sáng muôn nước khổ kề héo tai sẽ khỏi khổ hơ tung phá sao không kịp, cái xe nó có đi kịp mình đâu mà. Bây giờ đến chỗ này là bên nhà chồng, về đến Khe Tâm bên nhà chồng rồi nha các bạn nha. Nhưng ở bên nhà chồng đấy, cái đoạn vào nhà chồng xong bắt đầu còn bái các cụ ông cụ, cái đoạn đấy mình không quay được, mình mất ở cái đoạn video đấy, mong các bạn thông cảm cho mình. Nói chăng mày đã cầm sao nên năm nhà anh sẽ khuẩn và đâm xuống ca. Mày tao như sắp thì mày tao như sắp thêm. Xá tao ni khuẩn xá tao đang bắt đầu xả tay mà khuẩn xá tao. Nghĩa là ông mối đưa mỗi người 20.000 từ phía nhà gái đưa cô dâu về nhà chồng. Bây giờ đưa mỗi người 20.000 để trở về, sau đó lại còn chịu trách nhiệm xe ca đón đến nhà về nhà gái. Những thành viên tiến đưa cô dâu về nhà chồng, sau đó lại đưa 20.000 trở về.
kia là cô dâu và chú rể lại tiếp tục mặc trang phục của dân tộc Kinh, sau đó đi mời rượu các bạn nha. Đây là ở thôn Khe Tâm, ngày xưa gọi là Làng Lốc. Theo như nghe nói ở cái khu này hôm qua khách khứa đã đến rất là đông, còn hôm nay cũng chỉ là thanh niên, cũng chỉ vài người thôi, chứ không đông như hôm qua. Theo của bên Ba Chế là như vậy.